Sau đây là câu gốc Hội Thánh cùng đọc, xin khởi sự. Vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho họ chúng ta, là kẻ đã tin Đức Chúa Trời, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Xin cảm ơn Hội Thánh. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi. Xin kính mời Mục Sư. Dạ, hôm nay Hội Thánh chúng ta lại được gặp ông Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa. Thưa Hội Thánh, khi nãy tôi có nói với quý vị đó, đây Đại Tế Chúa ông Nguyên Lạp, hiện giờ biết một sĩ còn làm bác sĩ, còn vẫn còn thực hành được. Ông là bác sĩ, nhưng mà được Chúa cảm động ngưng cái việc bác sĩ, đi qua truyền giáo ở tại Mông Cổ. Mà tôi nghe kể về cuộc sống của Đại Tế Chúa, hai ông bà ở bên kia mà thật cảm động. Ở tại chỗ mà Đại Tế Chúa hầu vị Chúa đó không có rau xanh, không có rau xanh. Và tôi nghe là bà một sư mỗi lần mà đi về thủ đô Ulaanbaatar thì là phải mua rau xanh rồi muối rồi mang lên. Tôi thấy cảm ơn đạo đồng quá, không có rau xanh, một nơi mà không có rau xanh. Nhưng mà Đại Tế Chúa vẫn ở, xin lỗi ông sư ở được bao nhiêu năm? 14 năm, một nơi mà không có rau xanh, nhưng mà một sư vẫn khỏe. Cảm ơn Chúa. Giờ này cho nên là buổi hôm nay ông mục sư rất là vui vẻ và nhận lời đến vô cùng Hội Thánh chúng ta. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta cầu nguyện cho Đại Tế của Chúa để Đại Tế Chúa được ơn Chúa trong khi ban phát lại Chúa. Kính mời mục sư. Xin kính chào Hội Thánh. San Bracciano, cách đây chừng mấy năm tôi có dạy cho Hội Thánh chào tiếng Mông Cổ rồi. Nếu mà gặp một người thì mình nói là San Bano, nhưng mà nếu mà gặp đông người thì mình nói là San Bracciano. Thành San Bracciano thì quý vị nói San Bano. Và sau đó thì trong Hội Thánh chúng tôi thường nói một câu nói nữa là Bohan Than Hai Te. Bohan Than Hai Te. Bohan Than Hai Te. Ai biết cái câu đó có nghĩa là gì không? Chúa yêu mến quý vị. Chúa yêu mến quý vị. Đó là cách mà chúng tôi thường greeting với nhau. Cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay Hội Thánh cho phép tôi được đến đây để thờ phượng Chúa và chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh. Tôi xin phép dời cái này ra xa một chút, hơi sát quá. Và câu thật là nhiều khi một Hội Thánh quen thuộc thì mình không biết là mình sẽ nói những gì để mà giúp đỡ cho Hội Thánh, nhất là Hội Thánh ở đây thì đã có lòng trong công việc truyền giáo lâu ngày rồi, cho nên tôi cũng suy nghĩ và cầu nguyện xin Chúa giúp cho. Tôi muốn chia sẻ với quý Hội Thánh một cái đầu đề gọi là đừng ngăn trở nhưng hãy đồng công truyền giáo. Bài mở đầu và cái phần giới thiệu của tôi sẽ hơi dài một chút, là vì tôi muốn nói đến những cái ý muốn của Đức Trời, nói đến phương pháp truyền giáo của Chúa, nói đến sứ mạng của Hội Thánh và nói đến cập nhật đến hiện tình truyền giáo, và sau đó cũng nói đến những cản trở cho công việc truyền giáo, rồi sau đó chúng tôi mới nói đến đồng công truyền giáo. Cho nên xin quý vị chịu khó một chút. Trước hết thì chúng ta nói về ý muốn của Đức Chúa Trời cho công việc truyền giáo. Chắc chúng ta cũng biết rằng ý muốn của Chúa rất là quan trọng, mà chúng ta đọc bài cầu nguyện chung thì nói rằng ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời, phải không? Vâng, trong bài cầu nguyện chung đó thì là chúng ta cầu mong là ý của Chúa sẽ được thành tựu. Và như vậy thì chúng ta cần phải hiểu biết ý Chúa là gì, nhất là ý muốn của Chúa rất là quan trọng như vậy. Và trong Kinh Thánh thì có câu nói rằng vì vậy đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa hay không. Cho nên ý muốn của Chúa cho công việc truyền giáo là gì, quý vị có biết không? Chắc là biết phải không? Vì cả Kinh Thánh từ sáng thế ký cho đến các tiên tri, cho đến Thi Thiên, rồi cho đến Tân Ước, và chính tầng cuối cùng là khách sạn của huyền, đều nói về công việc truyền giáo của Chúa. Ý muốn của Chúa là toàn thể thế giới, mọi nước, mọi dân tộc, mọi thứ tiếng
đều nghe đến tin lành của Chúa. Tin lành đã được rao giảng cho mọi người, và chúng ta mới đọc cái câu nói đó là nhờ lời của Phi-e-rơ nói, nhờ lời của tin lành rao giảng ra thì những người nghe tin vào thì sẽ được cứu. Và tin lành thì không phải là chỉ cho người Do Thái mà thôi, phải không? Nhưng mà cho hết thảy tất cả các dân tộc trên thế giới. Và trong đó thì chúng ta rất là phước là cho người Việt Nam chúng ta nữa. Cho nên đó là ý muốn của Chúa, mọi người đều nghe đến sự cứu rỗi và tin theo Chúa. Nhưng mà phương pháp truyền giáo của Chúa là gì? Phương pháp rao truyền của Chúa là gì? Chúa dùng người và Chúa muốn dùng hội thánh. Chúa không có dùng thiên sứ. Tôi nghĩ thiên sứ, Chúa mà dùng thiên sứ thì rất là nhanh đó. Chúa chỉ cái thiên sứ đến giơ tay lên một cái ai cũng sợ cả và tin Chúa hết cả, phải không? Thì rất là nhanh. Nhưng mà Chúa không. Chúa muốn dùng người. Đó là cái cách của Chúa. Và cái cách đó rất rõ ràng trong Kinh Thánh là Chúa dựng nên hội thánh, lập nên hội thánh để mà lo công việc truyền giáo. Đây là cái bản đồ mà ông Phaolô đã đi truyền giáo ở khắp nước xứ Đế quốc La Mã ngày xưa. Nhưng mà bản đồ mà những hội thánh đi truyền giáo thì bây giờ là toàn khắp cả thế giới rồi, phải không? Và một vấn đề nữa là Chúa không phải chỉ sai hội thánh đi truyền giáo mà bỏ mặc cho hội thánh tự lo công việc truyền giáo, phải không? Nhưng mà Chúa đồng công làm việc với truyền giáo, làm việc với hội thánh. Thì đó là một cái việc rất là quan trọng. Chúa Giê-xu không những như vậy, khi Chúa sai các môn đồ đi truyền giáo thì Chúa nói rằng ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Tức là cho Chúa sẽ cùng đi với hội thánh, làm việc chung với hội thánh cho đến cuối cùng. Cho nên sứ mạng của hội thánh là gì? Sứ mạng của hội thánh là truyền giáo. Chúa thành lập hội thánh và giao sứ mạng truyền giáo này cho hội thánh. Như vậy thì có một mục sư người Canada tên là ông Oswald Smith thì nói như thế này: hội thánh nào mà không nghiêm chỉnh, không nặng lòng lo cho công việc hoàn thành đại mạng lệnh truyền giáo thì đã đánh mất lý do hiện hữu theo Thánh Kinh. Nếu không lo truyền giáo, không chịu, không hoàn thành sứ mạng này thì không phải là không làm đúng theo cái ý chỉ của Chúa và đã đánh mất cái lý do để hiện hữu rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong hội thánh Los Angeles thì có nhiều công việc phải làm, phải không? Có nhiều chức năng lắm. Chúng ta thường nhóm lại là một hội thánh để nhóm để thờ phượng. Chúng ta là một gia đình, như ông sư nói đó, chúng ta là người nhà của Chúa, nhóm lại để thông công. Chúng ta là một trường để huấn luyện, chúng ta có trường chủ nhật, phải không? Có những lớp huấn luyện, có ban này ban kia cũng huấn luyện để mà làm công việc của Chúa. Rồi có một chúng ta là một cộng đồng để phục vụ. Chúng ta phục vụ nhiều cách khác nhau, như là có quý vị đến đây để sơn sửa nhà thờ, phải không? Nhưng cũng có những người đi ra làm chứng đạo, đi ban thăm viếng, có những vấn đề để phục vụ. Nhưng mà thật sự thì là cuối cùng điều quan trọng nhất là gì? Hội thánh là một tổ chức để truyền giáo mạnh mẽ. Phải là một tổ chức truyền giáo mạnh mẽ mới làm xong sứ mạng mà Chúa giao cho mình, mới là hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã đặt ra cho hội thánh. Cho nên mục đích tối hậu của hội thánh là truyền giáo, và công việc truyền giáo là để môn đệ hóa môn nhân, như là lời của Chúa Giê-xu đã rao truyền cho hội thánh, cho các môn đồ. Và khi môn đệ hóa thì điều gì xảy ra? Lại có một hội thánh mới, phải không? Và những hội thánh mới như vậy lan truyền ra thì chúng ta thấy rằng hội thánh sẽ được mọi người trên thế giới sẽ được nghe về Chúa. Như vậy, công việc của hội thánh là truyền giáo. Trong công việc truyền giáo thì chúng ta nói về vấn đề gì? Chúng ta thường có những cái gọi là activities, có những công việc liên hệ đến truyền giáo, như là vấn đề cầu nguyện cho truyền giáo, phải không? Chúng ta dâng hiến cho truyền giáo, chúng ta gửi người đi truyền giáo. Không thể nào hay không phải tất cả hội thánh để đi truyền giáo được một lúc, nhất là nói về truyền giáo ở nước xa chẳng hạn như vậy. Thành ra cũng gửi người đi, hoặc là có người trong hội thánh ra đi, phải không? Có Chúa chọn, Chúa sai những người trong hội thánh để ra đi. Và rất mong là hội thánh Chúa tại đây sẽ, Chúa sẽ sai những người từ hội thánh này đi ra để truyền giáo nữa. Và chúng ta có một cái dịch vụ khác gọi là tiếp rước, phải không? Có những người dân khác ở nước khác đến gần đây, người Spanish, người Afghanistan, người Iraq, người Iran chẳng hạn như vậy. Đến gần đây người Trung Hoa cũng gần đây rất là nhiều, phải không? Thì chúng ta tiếp rước và làm chứng cho họ về Chúa. Và chúng ta cũng phải có cái sự huy động.
Tức là nhiều khi mình quên đi cái nhiệm vụ của mình, quên đi không biết truyền giáo là gì, không biết truyền giáo như thế nào, không biết phải làm gì để truyền giáo thì phải. Thì chúng ta huy động để mọi người trong hội thánh hiểu biết về nhiệm vụ, hiểu biết về công việc mình phải làm là gì, và có sự mạnh mẽ. Và không những hội thánh này mà thôi, nhưng mà toàn các hội thánh khác nữa. Cho nên đó là nói về ý muốn và phương pháp và sứ mạng của thánh. Nhưng mà nhìn vào công việc truyền giáo, hiện tình truyền giáo trên khắp thế giới, thì chúng ta thấy rằng chà, công việc này chưa có xong gì cả. Vì sao? Vì dân số thế giới hiện tại là 7 tỷ 8. Tôi không biết ta 7 tỷ 8 là bao nhiêu, rất là nhiều, rất là đông. Và trong có 17.400 nhóm người khác nhau trong 17 tỷ đó, 7 tỷ 8 đó. Và vẫn còn 3.3 tỷ người chưa bao giờ nghe đến tin lành trong 7.400 nhóm người khác nhau. Nhìn vào con số này, quý vị sẽ thấy là 42% dân số trên thế giới hay 42% các nhóm dân trên thế giới chưa được nghe đến tin lành. Đây là sau 2.000 năm Chúa Giêsu ra mặt đi giảng, đi truyền giáo. Chúng ta thấy rằng nếu mà nhìn vào cái hình này, chúng ta sẽ thấy đó là cái màu đỏ đỏ đó, 7.400 nhóm dân đó là những nhóm dân chưa nghe tin lành. Cái màu cam và màu vàng đó là những nơi, những nhóm dân đã có hội thánh rồi, đã nghe tin lành rồi, nhưng mà hội thánh còn rất là yếu, chưa có thể tự đứng, tự lo được. Và cái lần lần qua đến màu xanh lá cây thật đậm đó, là những hội thánh đã đứng vững, như là hội thánh của Chúa ở tại Mỹ đây chẳng hạn, hoặc là tại South Africa, hoặc tại Australia chẳng hạn, những hội thánh có thể tự lo cho họ được. Cho nên khi ta nhìn vào bản đồ này, chúng ta thấy màu đỏ ở đâu? Màu đỏ này là cái khung cửa sổ, người ta gọi là khung cửa sổ 10-40. Tức là những nơi mà tin lành còn rất là đông, nhóm dân chưa nghe đến tin lành. Khi chúng ta nhìn thấy là từ miền Bắc của Phi Châu qua đến vùng Trung Đông, rồi qua đến Ấn Độ, rồi qua đến Trung Hoa, xuống đến Indonesia, qua đến nước Nhật Bản chẳng hạn. Và Mông Cổ cũng ở đâu đâu rồi đó, cũng gần đó, cũng có, cũng còn là một nơi gọi là chưa được nghe đến tin lành. Và nhìn đây, cái hình này là trong Google, những chấm đỏ là những nơi có những nhóm dân chưa nghe đến tin lành. Chúng ta thấy có một ít nhóm dân ở Mỹ, có một ít nhóm dân ở Nam Mỹ, nhưng mà thật sự phần lớn đó là 90% dân số những người chưa được nghe tin lành là ở bên Phi Châu, Á Châu, Ấn Độ, Trung Hoa. Quý vị có thể nhìn theo cái graph tiếp theo sẽ thấy rằng ở bên Ấn Độ là có 1.3 tỷ người, và trong đó thì chỉ có 2.500 nhóm dân, còn 2.274 nhóm dân chưa nghe tin lành, tức là 89%. Trung Hoa cũng vậy, một dân số là 1.4 tỷ, có 542 nhóm người, mà trong đó thì chỉ còn 184 triệu người của 414 nhóm dân, nhưng mà cũng là rất là đông đó, tại vì cũng kể như là 82% nhóm dân chưa nghe đến tin lành. Còn nước Việt Nam chúng ta thì sao, quý vị tự hỏi? Nước Việt Nam chúng ta có bây giờ là 90, tôi nghe nói là đến 96 triệu hay 97 triệu rồi phải không? Hay là 98 rồi phải không? Nhưng mà tôi, cái số của tôi có thì có 95 triệu người, và trong đó thì chúng ta có thể nói là có 118 nhóm dân, và còn có khoảng 8.5 triệu người trong 69 nhóm người chưa được nghe tin lành, tức là 58% nhóm dân chưa được nghe tin lành. Chính phủ thì chỉ có chấp nhận cho có 154 nhóm dân mà thôi, nhưng mà trong cái phương diện truyền giáo thì cũng thấy là có những nhóm dân nhiều khi gọi là chung đó, nhưng mà thật sự họ là cái nền văn hóa khác nhau, cho nên truyền giáo cho họ phải có những cái phương pháp hay những thứ tiếng khác nhau. Cho nên chúng ta phải thấy là có 118 nhóm dân ở Việt Nam và 58% nhóm dân chưa nghe tin lành. Nhìn ở miền Bắc Việt Nam, chúng nhìn thấy trong cái bản đồ này, chúng ta thấy đó, những cái chấm đỏ đó ở đâu? Miền Trung và miền Bắc, phải không? Gần miền Bắc nhiều hơn. Miền Bắc Việt Nam là có 33 dân tộc và chỉ có 6 dân tộc nghe được và biết đến Phúc Âm mà thôi. Còn 27 dân tộc còn lại vẫn chưa nghe về Đạo Chúa, và 15 nhóm dân tộc ở miền Bắc này chưa có người nào tin Chúa cả. Như vậy quý vị thấy không? Công việc truyền giáo hay là sứ mạng truyền giáo của Thánh chưa hoàn tất ở khắp nơi trên thế giới, không ngay cả nước Việt Nam chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhìn xem một vài cái con số report
vài con số thống kê của Hội Thánh. Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp theo phúc trình năm 1220 đó, năm vừa rồi đó, ở Hoa Kỳ này có 1.900 hội thánh, tín hữu là khoảng chừng 450.000 người, và người mới tin Chúa trong năm 2020 là khoảng 25.000 người, và người chị báp têm là khoảng gần 10.000 người. Đó là Hội Thánh Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp khắp cả nước Mỹ này. Và trong cái phúc trình đó thì cũng có nói rằng có 7 Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp gửi ra 700 giáo sĩ phục vụ trong 70 quốc gia cho 70 dân tộc, và chi phí tốn khoảng 60 triệu Mỹ Kim. Đó là bản tường trình nói như vậy. Còn Hội Thánh của chúng ta thuộc vào Giáo hội Giáo hạt Tin lành Việt Nam thì sao? Giáo hạt Tin lành Việt Nam ở Hoa Kỳ phúc trình năm 2020 thì chúng ta có 103 hội thánh, gửi ra 3 giáo sĩ đi là 3 quốc gia trên thế giới và lo cho 3 dân tộc. Và tổng số tiền dân của các hội thánh hợp lại với nhau là 667.000 Mỹ Kim cho công việc truyền giáo trên thế giới. Đây là một con số rất là đáng kể, phải không? Quý vị phải nói cảm ơn Chúa là hội thánh của Chúa ở khắp nơi trong giáo hạt đã lo cho công việc truyền giáo như vậy. Tôi nhớ là cách đây chừng 3 năm thì con số dân chỉ có 400.000 thôi, nhưng mà đã tăng lên như vậy rồi, thì đó là để cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng công việc truyền giáo như vậy thì cũng còn hơi yếu, phải không? Tại vì theo tỷ lệ, đáng lẽ là hội thánh một hội thánh 103 hội thánh như vậy đó, theo tỷ lệ của hội thánh CMA thì họ đã gửi ra 35 giáo sĩ rồi, và chúng ta chỉ mới gửi có 3 giáo sĩ thôi. Thế nên thật là còn hay nó tính thêm là 6 giáo sĩ kể cả người vợ nữa thì 6 đi. Nhưng mà như vậy chúng ta còn chỉ số còn ít lắm. Tôi rất là mong là Hội Thánh Chúa 100 hội thánh thì có thể gửi ra nhất khoảng là 10 giáo sĩ chứ, phải không? Rồi 10 hội thánh lo cho một giáo sĩ được chứ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho để chúng ta không những tăng về vấn đề cầu nguyện, về vấn đề dân hiến, nhưng mà phải có nhân sự. Xin Chúa giúp cho để có nhiều người trong Hội Thánh Tin lành Việt Nam sẽ dâng mình lo cho công việc truyền giáo. Công việc truyền giáo nội địa ở đây, công việc truyền giáo nội địa cho Việt Nam, nhưng mà trong công việc truyền giáo cho những dân tộc chưa nghe tin lành, đó là điều rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta nói đến công việc, những trở ngại cho công việc truyền giáo. Truyền giáo cho thế giới là, nhất là cho những người chưa nghe đến tin lành, thì chúng ta phải nói là phải là xuyên văn hóa và luôn luôn gặp nhiều trở ngại và luôn luôn gặp nhiều thử thách. Những thử thách thường thì có là những tài chánh và dân sự, phải không? Nhưng mà có những thử thách khác mà rất là thông thường, ai cũng phải gặp hết cả. Như là quý vị, khi mà quý vị đến nước Mỹ này thì chúng ta biết rằng chúng ta gặp nhiều, rất nhiều thử thách, phải không? Vấn đề ngôn ngữ là cái vấn đề quan trọng nhất, phải không? Rồi văn hóa, rồi đến phong tục, rồi đến tôn giáo, rồi nghề nghiệp cũng là một thử thách nữa. Tuổi tác, địa vị, hay là địa lý, hay là khí hậu địa phương, như là ông sư có nói đến đó, ăn rau với lại quá lạnh thì vậy, thì rất khó chẳng hạn như vậy. Thì đó là những thử thách. Nhưng mà có những thử thách khác rất là quan trọng hơn nữa, là tiền lệ và thành kiến của nhóm dân đó, hay là chúng ta, những người đi đến cũng có những tiền lệ và những thành kiến nữa. Cho nên nói về vấn đề trở ngại thì thường thường mình chỉ nói vấn đề tài chánh thôi. Thật ra tài chánh cũng rất là quan trọng. Quý vị biết, nếu mà tất cả các nước trên thế giới này có những hội thánh dâng tiền cho công việc Chúa, tức là dâng cho hội thánh, dùng trong hội thánh, dùng để xây nhà, dùng để ra những công việc trong xã hội đi nữa đó, thì thí dụ như dâng tất cả hội thánh dâng $100 thì bao nhiêu số tiền của $100 đó lo cho công việc truyền giáo, quý vị có biết không? Một xu, nếu mà tính ra như vậy. Một xu trong $100 lo cho công việc truyền giáo rất là ít, cho nên công việc truyền giáo rất là thiếu thốn là vì vậy. Cho nên nói về tài chánh thì tôi thì không có lo lắm cho vấn đề tài chánh, tại vì nếu mà có người đi truyền giáo thế nào Chúa cũng tiếp trợ cho đầy đủ mọi sự, cho nên vấn đề không phải là thiếu tiền, nhưng mà là thiếu nhân sự. Và trở ngại thiếu nhân sự thì từ trước đến nay, từ 2.000 năm trước, hay là từ trong Cựu Ước cũng vậy, luôn luôn thiếu người mà hầu việc Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 37-38 như thế nào? Mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Vậy làm gì? Sai người đi ngay, phải không? Không. Sai chủ mùa gặt. Cầu xin Chúa chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của Ngài.
Cho nên đó là trở ngại về nhân sự. Chúng nhân sự thì nhiều khi thiếu rất là nhiều rồi, nhưng mà có nhân sự thì là Chúa muốn dùng, thì là nhiều khi nhân sự không được sẵn sàng, phải không? Có nhiều người thì thiếu kiến thức về truyền giáo, thành là làm việc rất là không có đúng cách, hoặc là thiếu can đảm, có những sự e ngại, có những sự sợ hãi. Người tại Việt Nam mình có câu là đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng mà khó vì lòng người ngại núi hay sông. Đó là phần lớn chúng ta khi nghĩ về công việc truyền giáo, phải không? Tôi cũng vậy, khi mà nghĩ đến công việc truyền giáo, ngày xưa khi mà nói đến chúng để đi qua nước này, nước kia thì là cũng sợ trong lòng. Và những người trong gia đình cũng sợ cho tôi, nói đừng đi, phải không? Nhưng mà Chúa sẽ giúp cho chúng ta nếu chúng ta tin cậy với Chúa. Và kiểu cái ngoài cái việc thiếu kiến thức, thiếu can đảm thì còn thiếu gì nữa? Lòng yêu thương, rất là quan trọng. Chúng ta thiếu lòng yêu thương những người đương bị mất. Có nhiều khi vì hận thù, cũng như là Jonah chẳng hạn, không yêu thương nên không chịu đi chẳng hạn như vậy. Và cũng có những thành kiến, chặt cái giám người đó thì tôi không thể nào truyền giáo cho họ được, tại vì họ dơ giấy chẳng hạn, như là ông Phê-rơ đã nghĩ ở đây chẳng hạn như vậy. Cho nên lòng yêu thương rất là quan trọng. Và một cái trở ngại khác nữa là phân chia nhân sự không đều. Tức là hội thánh gửi ra giáo sĩ thì cũng giỏi lắm, nhiều hội thánh gửi ra rất nhiều giáo sĩ, nhưng mà giáo sĩ đi đâu? Vấn đề là không có đi đến những nơi cần thiết, mà đi đến những nơi đã có Thiên Lành rồi. Ông William Borden, đó là một giáo sĩ, có ra một thí dụ như thế này. Giả thử như bạn thấy có 10 người đang chung sức khiêng một thân cây gỗ nặng, rất là nặng. 9 người khiêng phần ngọn, còn chỉ có một người khiêng phần gốc. Nếu bạn thật lòng muốn giúp đỡ thì bạn sẽ phụ khiêng ở phía nào? Phía gốc phải không? Dạ, phía gốc chỉ có một người thôi. Nhưng mà hội thánh, phần lớn các hội thánh, và nhiều khi chúng ta, chính hội thánh chúng ta nữa, gửi người đi truyền giáo, đi đến những nơi đã có Tin Lành rồi. Và những nơi mà không có Tin Lành, chưa nghe Tin Lành thì là mình lại bỏ qua đi. Khó quá, không biết, chưa biết cái dân nó như thế nào. Chắc là không nghe đâu, phải không? Cho nên đó là vấn đề. Cho nên nhân sự, nhân sự ngăn trở công việc truyền giáo và không làm theo ý muốn của Chúa, ngay cả trong Kinh Thánh nữa, quý vị ạ. Satan là một chứng cớ rất nhất là chống lại, phá hoại ý định của Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy như là Phao-lô chẳng hạn, cũng là một người bắt bó hội thánh, phải không? Cũng là một nhân sự đó, cũng là trong hàng ngũ của giáo phẩm ngày xưa đó, mà cũng bắt bó hội thánh của Chúa vì lòng ngu muội chẳng hạn như vậy. Nhưng mà có những người khác trong hội thánh đã tin Chúa rồi thì ngăn trở và khuyên Chúa phải thay đổi đi. Chúng ta biết rằng Môi-se khi mà ông cầu nguyện với Chúa, tại vì dân sự nổi loạn và Chúa muốn diệt dân sự đi, lập cho Môi-se, cho Môi-se làm một dân mới, thì Môi-se làm sao? Xin Chúa đừng hủy diệt dân sự như là dân Israel khi họ phạm tội. Đó là một cái cách ngăn trở ý muốn của Chúa, phải không? Nhưng mà đó là một ngăn trở trúng. Nhưng mà Phi-e-rơ ở đây thì là ngăn trở hơi khác hơn, là khi Chúa muốn đi truyền giáo, biểu ông ăn cái những con vật đó thì ông nói không được, không đi được, không ăn được những thứ đó tại họ dơ lắm. Có những người khác thì từ chối, không muốn làm theo ý muốn của Chúa khi Chúa kêu gọi, như là Môi-se từ chối, không chịu đi khi Chúa sai ông đi ở Số Ký Yêu Tí đồng 4 như vậy. Hoặc là Ninive chẳng hạn, không chịu đi. Vì sao? Vì có thành kiến, vì là hận thù, vì không thương người Ninive. Cho nên khúc Kinh Thánh hôm nay chúng ta nói về công vụ các sứ đồ đoạn 10, đoạn 11 đó, thì chúng tôi rất là dài, và tôi mong rằng quý vị về nhà sẽ đọc cái khúc Kinh Thánh này, suy nghĩ cho kỹ. Rất là nhiều cái bài học rất là hay trong khúc Kinh Thánh này, và tôi suy gẫm cái khúc Kinh Thánh này nhiều lần, và tôi thấy luôn luôn thấy là cảm ơn Chúa là điều này đã xảy ra, là vì câu chuyện Chúa đã kêu gọi một giáo sĩ, một người, một đoàn truyền giáo ngắn hạn đi truyền giáo đi cho một gia đình mà thôi. Và nhóm đây là một nhóm người chưa biết về Tin Lành, phải không? Có biết về Chúa, có thờ vận Chúa đó, nhưng mà một chị chưa biết gì về Tin Lành hết tất cả. Và những người này đó thì là trong cái chuyến đi truyền giáo này là một chuyến đi thành công hay thất bại? Thành công phải không? Thành công quá tuyệt vời đi. Nhưng mà vì sao thành công? Vì sao mà ông Führer đi đến đây với đoàn truyền giáo, giảng Tin Lành chưa xong thì đã có người tin Chúa rồi, và sau đó thì làm pháp tem cho một lô người, bà con bạn cũng rất là đông nữa. Thật là hay, là vì có Chúa làm việc chung với họ, phải không? Vì Chúa đã làm việc chung với người nghe lẫn người đem Tin Lành đến. Cho nên thật là một điều rất là tuyệt vời khi có Chúa đi cùng.
Và chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ trong cái công vụ và đoạn 10 và đoạn 11 này, cuộc truyền giáo này dù thành công nhưng mà thật sự là có những trở ngại rất là quan trọng từ bên ngoài và bên trong. Trong Phi-e-rơ trong công vụ 10 này, trong công vụ 10 là một giáo sử suýt cản trở công việc của Chúa. Hội thánh Jerusalem khi ông Phi-e-rơ trở về report thì sao? Không có thích phải không? Cũng ngăn trở, không có muốn công việc truyền giáo của Chúa như vậy. Cho nên vấn đề thay đổi nhiều khi tôi thấy trong các hội thánh phần lớn giới lãnh đạo là những người cần phải thay đổi. Và Chúa biết điều này. Giới lãnh đạo của hội thánh Jerusalem lúc đó thì không có muốn người không có không thể nào đi truyền giáo với người ngoại được. Sao mà truyền giáo đi ngoại được? Họ là dân ngoại bang, họ là những người mà vì Chúa rửa sạch chẳng hạn như vậy, họ là những người thù, những người Roma là người đến kiếm nước của họ, cai trị họ, bóc lột họ, làm sao mà đi truyền giáo cho họ được? Cho nên Chúa phải làm một công việc rất là đặc biệt, thay đổi. Và Chúa thay đổi là thay đổi ai trước hết chứ? Người lãnh đạo. Cho nên mong mỏi là tôi không có đụng chạm đến ai hết trong hội thánh này nha. Nhưng mà khi một hội thánh mà mạnh mẽ truyền giáo thì không phải là người tín đồ đi lo truyền giáo, nhưng mà là người lãnh đạo hội thánh, các ban ngành, trưởng ban ngành, là những người có tinh thần truyền giáo, sẽ ủng hộ, sẽ hết mình lo công việc truyền giáo, có tinh thần truyền giáo thì các người hội thánh, các tín đồ tín hữu sẽ mạnh mẽ trong công việc truyền giáo. Trong câu kinh thánh thì ông Phaolô nói như thế nào? Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 9: vì chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Bạn cùng làm việc Đức Chúa Trời, thật là một câu nói thật là hay. Câu chuyện này cũng là câu chuyện như vậy đó. Câu chuyện này là dành cho hội thánh chúng ta hôm nay. Thay vì làm người ngăn trở Chúa, là người không làm theo ý Chúa cho công việc nhà Chúa, chúng ta phải đồng công truyền giáo với Chúa. Cho nên thưa hội thánh, mỗi cơ đốc nhân hay là mỗi chúng ta có thể đồng công truyền giáo với Chúa bằng cách làm theo gương của Phi-e-rơ ở đây, năm gương. Ông có năm cái điều, tôi cũng muốn nêu lên năm điều mà ông đã làm để mà truyền giáo, một cuộc truyền giáo thành công và làm theo ý muốn của Chúa, đồng công với Chúa. Trước nhất là ông Phi-e-rơ này là một người có sự tín nguyện thiết tha. Quý vị thấy ở trong khúc kinh thánh chúng ta vừa đọc qua đó thì ông Phi-e-rơ lên mái nhà cầu nguyện. Và không phải là cầu nguyện sao? Cầu nguyện đấy, ông đói, ngất đi luôn, phải không? Tức là ông đã nhịn ăn lâu lắm, chắc là ông kiêng ăn dịp này. Ông đang ở tại thành phố Joppa, một nơi lạ mà thôi. Nhưng mà thói quen cầu nguyện thì là đi nơi lạ hay là ở nhà thì cũng đều giống nhau. Ở nhà thì dễ hơn là mình có một cái chỗ mình đi cầu nguyện chẳng hạn như vậy. Không biết quý vị cầu nguyện như thế nào, nhưng mà nhiều khi thì là tôi ngồi ở bàn để cầu nguyện, nhưng mà thường tôi thích là cầu nguyện là khi đi bộ, nghe kinh thánh, rồi khi mà đã hết kinh thánh thì mình suy nghĩ và cầu nguyện khi đi bộ. Đó là một cách cầu nguyện. Nhưng mà ở nơi lạ hoặc là ở nơi nhà thì ông Phi-e-rơ này đã có thói quen cầu nguyện, và ông học cái thói quen cầu nguyện này từ nơi Chúa Giê-xu, phải không? Chúa đã dạy ông như vậy. Và ông thật lòng tìm kiếm khát khao Chúa, ông yêu mến Chúa. Cái nhìn vào đời sống của Phi-e-rơ chúng ta thấy rằng ông ấy đi giảng đạo ở tại các thành phố xung quanh đó, ở Lydia, ở tại thành phố của Lydia, Lida và Saron, và ông Ene được chữa lành, rồi sau đó tại Giô-bê thì Tabitha được sống lại, và nhiều người tin Chúa. Quá thành công đi, đáng lẽ phải nghỉ chứ, phải không? Nhưng mà thấy quý vị thấy sao? Càng được ơn nhiều thì càng cầu nguyện nhiều hơn, càng gần gũi với Chúa nhiều hơn. Và ông cầu nguyện cho những, tôi chắc là ông cầu nguyện cho những người tín hữu mới xung quanh đó mới tin Chúa, phải không? Và ông cầu nguyện cho Chúa, công việc Chúa khắp nơi, làm sao để cho hoàn thành đại bằng lời truyền giáo. Tôi nghĩ như vậy, ông cũng cầu nguyện như vậy đó. Nhưng mà trách nhiệm của người lãnh đạo hay là trách nhiệm của mỗi tín đồ là cầu nguyện. Và cầu nguyện là cầu nguyện không những là cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho hội thánh, nhưng mà cầu nguyện cho công việc khắp nơi trên thế giới theo ý muốn của Chúa. Và nếu mà cầu nguyện theo ý muốn của Chúa thì chúng ta phải cầu nguyện cho thêm con gặt đi ra để gặt cánh đồng đương chín vàng. Ông mục sư John Mott thì có một cái câu nói như thế này. Ông là một người lãnh đạo truyền giáo, ông nói rằng hội thánh truyền giáo,
Quý vị có phải là hội thánh này có phải là hội thánh truyền giáo hay không? Quý vị đang ở trong cái hội thánh, hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp đó. Tức là chúng ta là hội thánh truyền giáo đó. Hội thánh truyền giáo là hội thánh cầu nguyện. Lịch sử truyền giáo là lịch sử cầu nguyện. Mọi yếu tố quan trọng để hoàn thành việc truyền bá tin lành cho toàn thế giới đều tùy thuộc vào sự cầu nguyện. Có phải hội thánh chúng ta đang cần có hàng ngàn giáo sĩ, hàng vạn công tác viên cho công việc truyền giáo phải không? Đúng không? Không phải quá lớn mà. Hãy cầu xin Chúa mùa gặt sai thêm thợ gặt và đồng lúa của Ngài, theo như lời Chúa phán như vậy. Cho nên việc cầu nguyện rất là quan trọng. Và vì vậy cho nên người sáng lập ra hội truyền giáo Phước Âm Liên Hiệp là mục sư I.B. Simpson thì nói như thế nào? Sự cầu nguyện là nguồn máy mạnh mẽ. Để làm gì? Chuyển động công việc truyền giáo. Để chuyển động. Và công việc này là sự mạnh mẽ, không phải sự mạnh mẽ theo sức người thường, nhưng là một sự mạnh mẽ phi thường. Cảm ơn Chúa về điều đó. Như vậy, chúng ta thấy rằng cầu nguyện là đồng công truyền giáo với Chúa. Tôi không biết mỗi chúng ta có thì giờ tĩnh nguyện hàng ngày hay không, nhưng mà chúng ta cần phải trung tín và đều đặn như là Phi-e-rơ cầu nguyện mỗi ngày. Và có cầu nguyện cho công việc truyền giáo hay không? Nếu mà chúng ta không cầu nguyện thì sao? Công việc có truyền giáo có chạy không? Nếu quý vị không làm thì chắc là có người khác làm à. Như vậy đó, thì quý vị không có được điểm đâu ạ. Nhưng mà phải nói rằng ông Samuel khi mà nói với dân chúng thì rằng các còn tôi cũng không phạm tội với Đức Giê-hô-va mà ngưng cầu nguyện cho anh em. Chà, ngưng cầu nguyện là phạm tội. Ông này rất là quan trọng, người lãnh đạo rất là quan trọng. Thấy việc mình cầu nguyện là một cái việc mà phải làm. Không làm tức là làm thiếu nhiệm vụ. Mà thiếu nhiệm vụ thì sao? Có tội với Chúa rồi đó. Cho nên đó là quyết định là công việc của chúng ta. Cá nhân và lãnh đạo của hội thánh chúng ta phải cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Cho nên tôi mong rằng chúng ta, mỗi hội thánh, mỗi cá nhân trong gia đình chúng ta sẽ cầu nguyện. Xin Chúa sai thêm giáo sĩ cho đem tin lành đến cho những dân tộc chưa nghe đến tin lành. Và hội thánh chúng ta cũng sẽ có một cái ban cầu nguyện cho truyền giáo chẳng hạn như vậy. 2-3 người cũng được rồi. Mỗi tháng nhóm lại một lần cầu nguyện cho công việc truyền giáo. Đó là điều rất là quan trọng. Rồi thâu trữ những công thông tin truyền giáo và truyền cho hội thánh. Điểm thứ nhất của Phi-e-rơ, gương của Phi-e-rơ là tĩnh nguyện thiết tha để mà gần gũi với Chúa. Thì gương thứ hai của ông là tìm hiểu thánh ý tận tường để thi hành thánh ý đó. Ông Phi-e-rơ này bây giờ là một người rất đã trưởng thành rồi. Ông không có còn bồng bột như ngày xưa nữa. Cho nên chúng ta thấy trong câu khúc kinh thánh vừa đọc đó thì sau khi mà thấy cái sự hiện thấy xảy ra và thấy nghe cái tiếng Chúa phán 3 lần rồi đó và những điều ông Chúa bày tỏ ra, tại vì những cái ông thấy là từ đâu mà đến, từ trời đến phải không, khải tượng, và ông trả lời như thế nào? Lạy Chúa. Ông biết đấy là từ Chúa đến, lạy Chúa, không bao giờ ông ta ăn cái thứ này hết cả, phải không? Ông rất là trung tín trong theo cái luật pháp của Môi-se như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông suy gẫm. Và ông đưa suy gẫm như vậy thì sao? Có điều gì xảy ra? Có người đến tìm ông. Và Đức Thánh Linh chỉ dạy cho ông. Cho nên một người cầu nguyện tìm kiếm với Chúa, Chúa bày tỏ ra và Chúa có những cái cách để bày tỏ, để thúc giục người đó trong lòng của người đó, để người đó sẽ làm theo Chúa. Nhưng mà ông suy gẫm rất là quan trọng. Cũng như là chúng ta học Kinh Thánh vậy. Chúng ta đọc qua khúc Kinh Thánh thì chúng ta làm gì nữa? Xếp lại bỏ đi. Xong, phải không? Không phải. Chúng ta sẽ suy gẫm những gì mà nói trong khúc Kinh Thánh đó. Suy gẫm, Chúa ơi, Chúa muốn phán gì với con trong qua khúc Kinh Thánh này. Và chúng ta phải nhạy cảm để thấy rằng cái câu nào, cái ý nào đập vào tư tưởng của mình và nó làm cho lòng của mình suy nghĩ càng sâu đậm hơn. Thì đó là cách mà ông Phi-e-rơ đương suy nghĩ ở đây và ông diễn dịch và ông áp dụng. Cho nên Chúa muốn chúng ta mỗi người sẽ giống như Phi-e-rơ trong vấn đề này, tức là tìm hiểu ý muốn của Chúa và thi hành ý muốn đó. Và cũng có những sự kiểm chứng nữa. Chúng ta nhiều khi muốn thi hành những điều đó nhưng mà cũng cần có sự kiểm chứng. Và cảm ơn Chúa là chúng ta hiện nay có thêm Kinh Thánh, toàn bộ Kinh Thánh, không phải là kiểu ước thôi, toàn bộ Kinh Thánh để kiểm chứng ý muốn của Chúa. Và chúng ta có một cộng đồng, có mục sư, có ban trị sự ở đây, có những người thân trong đấy để kiểm chứng cái ý muốn của Chúa trong đời sống chúng ta. Cho nên tìm hiểu ý muốn của Chúa để lo công việc truyền giáo cũng là một vấn đề rất quan trọng. Nếu chúng ta tìm hiểu ý Chúa
thì là chúng ta đồng công với Chúa. Cho nên hàng ngày khi đọc lời của Chúa, tôi có suy gẫm về lời Chúa khi đọc Kinh Thánh hay không? Rồi tôi có để mỗi ngày tôi có tìm hiểu để cầu nguyện về công việc truyền giáo. Tại vì nếu mình chỉ cầu nguyện khơi khơi thì rất là dễ, phải không? Là Chúa, xin Chúa ban phước cho tất cả những người phi châu trở nên con cái của Chúa. Là Chúa, xin Chúa giúp cho nước Afghanistan đương hỗn loạn nó sẽ trở nên con cái của Chúa. Những người Haiti, đương ở Haiti đương gặp những sự khó khăn rất là nhiều, mà động đất giết người rồi mất giáo sĩ, bác, xin Chúa ngài cứu họ. Như vậy có đúng Chúa có nghe lời của quý vị hay không? Chúa hỏi con cầu nguyện cho ai, người nào, người đó như thế nào, con muốn gì, cứu nghĩa là gì chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ, Chúa ơi, có một dân tộc này ở đây, con muốn cầu nguyện cho dân tộc đó như thế nào đây. Cho nên chúng ta cần phải tìm hiểu dân tộc đó như thế nào. Trong cái tờ chương trình của quý vị thì có một cái tờ rơi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 7 tháng 11, 2021. Thì có cái hội Joshua Project, là một cái hội chuyên lo cổ động công việc truyền giáo cho thế giới. Cho biết dữ kiện đây là dân tộc người Kerinchi ở Bahrain. Quý vị mà đọc cái bài này thì sẽ thấy đó, là cái người này không phải là họ là dân tộc ở Bahrain đâu. Họ là cái người từ Indonesia, cũng là người Hồi giáo với nhau thì họ có thể liên hệ với nhau. Nhưng mà những người này đi qua Bahrain để mà làm việc, và vì vậy di cư rất là đông, cũng như là người Việt Nam chúng ta thì quê hương của mình là đâu? Việt Nam phải không? Chứ mình ở bên Mỹ đây này. Mình là một nhóm đặc biệt đây này. Cho nên đây là một nhóm người chưa nghe tin lành. Có bao nhiêu người ở đây? 27.000 người chưa biết về Chúa. Cho nên chúng ta chỉ có một, dường như là chỉ có 1% là tin lành mà thôi. Cho nên chắc là người Indonesia cũng đã có tin lành rồi, có nghe tin lành rồi, nhưng có 1% mà thôi. Cho nên chúng ta có thể cầu nguyện đặc biệt như chấm ngày đọc qua cái khúc kinh thánh, đọc qua cái bài này, chúng ta sẽ hiểu là điều gì chúng ta cần cầu nguyện. Có 4 điều chúng ta có thể cầu nguyện như thế này. Cho nên tôi rất là mong hội thánh của Chúa sẽ tham gia cái chương trình này. Nếu một quý vị có cái phone đó thì có thể download xuống cái chương trình này. Người Việt đang tin lành thế giới là hội chúng tôi đang làm việc với thì đã dịch hết tất cả những cái bài ở đây. Khi quý vị gài đặt cái áp dụng ứng dụng này Unreach of the Day vào trong phone của quý vị và gài bằng tiếng Việt rồi đó, thì quý vị mỗi ngày đều có một cái bài như vậy để mà đọc, để mà biết về công việc truyền giáo và cầu nguyện một cách thực tiễn cho công việc truyền giáo. Cho nên điều đó là tôi rất là mong quý vị sẽ làm. Chúng ta sẽ làm theo gương của Führer đó, tức là cầu nguyện hết sức và cũng tìm hiểu ý muốn của Chúa. Và ý muốn của Chúa là muốn, tôi tin chắc 100% là Chúa muốn cho người Kerinchi này biết về Chúa, phải không? Đúng không quý vị? Chúa muốn mọi dân tộc và người Kerinchi này là một. Cho nên khi Chúa hỏi rằng con cầu nguyện cho ai, đấy, con có cầu nguyện cho những người này này, người Kerinchi này này. Dạ, có, con có cầu nguyện. Cầu nguyện điều gì? Đấy, con có cầu nguyện cho họ đi này, xin Chúa cho một phong trào, cho những người lãnh đạo chấp nhận, những người họ cũng cầu nguyện cho người lãnh đạo, để người lãnh đạo biết về Chúa. Tại vì trong cái văn hóa của người Hồi giáo, nếu mà người lãnh đạo tin Chúa, cả làng tin Chúa, cả dân tộc đã tin Chúa luôn. Cho nên rất là quan trọng chúng ta cầu nguyện những điều đó. Gương thứ ba mà Führer nêu ra trong cái khúc kinh thánh này là ông thay đổi thành kiến để đồng công truyền giáo với Chúa. Chúng ta thấy ông Führer rất là khiêm nhường, phải không? Ông là một người ngày xưa thì rất là năng nổ, luôn luôn là làm việc nhiều khi thiếu suy nghĩ. Nhưng mà đây thì ông rất là khiêm nhường. Ông đã đến sống trong một cái gia đình thợ thuộc gia, cũng là người cũng tên là Simon. Mà thợ thuộc gia ngày xưa là cái hạng thấp lắm, mà chữ dơ lắm. Thợ thuộc gia thì là cái gia thiếu là dơ. Nhất là với người Ấn Độ thì cái chuyện này rất là quan trọng. Người Ấn Độ thợ thuộc gia là hàng cấp bậc rất là thấp, và người Hồi giáo cũng coi cái người thợ thuộc gia là cấp bậc rất là thấp. Vậy mà ông Führer đến ở trong nhà của ông này, ăn ở nhà của ông này. Vì vậy cho nên nó ở gần biển là như vậy, biển để mà giặt da thuộc gia như vậy. Cho nên ông Führer này đã học hạ mình và được biến đổi để được gần với Chúa. Ông vâng lời,
ông bỏ đi những sự suy nghĩ không đẹp lòng Chúa. Hành động đầu tiên của ông khi mà ông công nhận rằng Chúa đã kêu gọi ông đi truyền giáo cho cái ông con này là gì? Ông tiếp những cái người khách lạ là đời tớ của ông Führer, của ông Orkney đã vào nhà, vời vào nhà, cho họ ở lại nhà của mình nữa. Là cũng là khó rồi đó, có hospitality, có lòng tiếp khách rồi đó. Rồi đi với họ. Một ngày đường, ngày xưa đi bộ, đi từ Jope và cho đến Caesarea là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiếng đồng hồ? 10, nếu mà đi bộ thì là 12 tiếng rưỡi, 13 tiếng. Đi như tôi thì chắc là phải 20 tiếng nữa mới đến. Nhưng mà ông đã chịu khó, đã là làm việc như vậy và để đến rồi cho không những là đến nơi ở nhà ở nói chuyện với Cockney rồi mà còn ở trong nhà Cockney nữa. Thì ông Führer này thay đổi rất là quan trọng trong đời sống của ông, trong sự suy nghĩ của ông. Tôi không biết rằng quý vị có thành kiến nào về vấn đề truyền giáo hay không. Vấn đề truyền giáo thì nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng thôi, đạo nào cũng tốt, người đó theo đạo Phật rồi, người đó làm lành lắng dữ rồi, thôi tốt rồi, phải không? Có đúng không? Không cần truyền giáo. Không đúng, phải không? Con nê này cũng là người rất là tốt à. Đã tìm kiếm Chúa rồi đó. Nhưng mà sao? Chúa vẫn nói với ông chưa được cứu. Cho đi theo nghe lời của ông Führer rồi tin Chúa rồi mới được cứu. Cho nên rất là quan trọng chúng ta phải thấy rằng nhiều người nói đạo nào cũng tốt, không đi truyền giáo. Người khác nói rằng truyền giáo là việc của Chúa, Chúa sẽ làm, không cần đến tôi. Chẳng hạn như vậy, để mà chối, từ chối. Hay là Chúa sẽ muốn dùng người khác thay và dùng tôi chẳng hạn. Tôi là người Việt Nam thì tôi sẽ truyền giáo cho người Việt Nam, còn cái chuyện truyền giáo cho người Phi Châu đó hay là người Karenchi này thì thôi, để cho người khác, phải không? Không có đâu, Chúa muốn dùng tất cả mọi người. Hoặc là người đó là dân thù địch của tôi cũng không có muốn, khó lắm. Không muốn, hoặc là ở đó xa quá, tốn kém quá, không đi được. Có những cái sự khó khăn, nếu mà tôi mà đi truyền giáo cho cái nhóm đó thì là nguy hiểm cho cá nhân tôi, cho hội thánh tôi nữa. Và nếu mà tôi liên hệ với những người đó thì là có mang tai tiếng nhiều lắm, chẳng hạn như vậy. Hoặc là tôi không có ơn truyền giáo, chẳng hạn như vậy. Tôi chỉ có thể nhóm thường xuyên dâng hiến là đầy đủ rồi, Chúa sẽ dùng người khác thôi. Đúng không? Chúng ta cũng có những suy nghĩ như vậy. Hoặc là có một cái suy nghĩ quan trọng hơn nữa là hội thánh này sẽ bị chia sẻ, sẽ bị chia rẽ, sẽ bị rắc rối rất là nhiều khi cái người đó mà tin Chúa gia nhập hội thánh. Thấy không? Một người rất là xấu mà rất là tai tiếng bây giờ đến với hội thánh mà mình nói anh tin Chúa đi, vào nhập hội thánh tôi. Chán không? Nhiều khi cũng hơi suy nghĩ đó. Cũng là một thành kiến đó. Cho nên có một câu chuyện để soi sáng cho quý vị. Ngày xưa khi ông William Carey đó là một giáo sĩ nổi tiếng đi qua Ấn Độ đó, thì ông có một cái lòng bồng bột mà muốn cho mọi người biết về công việc truyền giáo và đi truyền giáo. Thì trong một cái buổi nhóm của một mục sư, của các nhóm mục sư Baptist ở bên Anh Quốc ở cuối thế kỷ 18, thì ông đó thì lúc đó chỉ là mới mục sư trẻ, mới nhậm chức thôi. Ông đứng lên nói về công việc truyền giáo, phải tham gia công việc truyền giáo ở hải ngoại. Thì một ông mục sư già đã ngắt lời ông và nói rằng: anh thanh niên trẻ còn bồng bột kia, ngồi xuống đi. Khi Chúa muốn cứu những người ngoài đó thì Ngài sẽ làm, không cần hỏi ý kiến hay là sự giúp đỡ của anh đâu. Ông mục sư già nói như vậy đó. Cho nên nhiều khi chúng ta phải suy nghĩ, mình cũng có những thành kiến trong vấn đề truyền giáo. Xin Chúa thay đổi chúng ta để chúng ta có một cái sự, có sự suy nghĩ giống như là sự suy nghĩ của Chúa, thay đổi thành kiến là để đồng công với công việc truyền giáo. Tôi muốn mỗi chúng ta tự hỏi thành kiến lớn nhất về truyền giáo của mỗi anh chị em chúng ta trong hội thánh này là gì? Bổ riêng của quý vị là gì? Mình suy nghĩ và xin trình cái đó ra với Chúa. Chúa ơi, con có cái thành kiến này, con không có thể bỏ được, con không thể nào để truyền giáo được vì cái thành kiến này, xin Chúa giúp cho con. Chẳng hạn như vậy, Chúa sẽ giúp đỡ cho quý vị. Gương thứ tư mà ông Führer đã làm là truyền giảng tin lành một cách thông suốt và truyền giảng dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Ông Führer đã nắm lấy cơ hội vâng lời Đức Thánh Linh đi truyền giáo. Ông này cũng hay lắm, cũng khôn lắm. Ông là người lãnh đạo tốt á. Mời 6 anh em khác cùng đi. Đó, khi mà đi truyền giáo thì luôn luôn đi có người. Tôi thì có nhà tôi đi theo thì không sao. Đỡ rồi. Và Chúa cũng làm như vậy đó. Chúa sai môn đồ của Chúa thì đi từng đôi một. Và ông Führer nắm lấy cơ hội. Mời 6 anh em cùng đi. Đây là một đoàn truyền giáo ngắn hạn nhỏ. Đi
đi đến cái nhà của ông Cornelius này 36 dặm một ngày đường, và ông chia sẻ tin lành. Quý vị có đọc cái bài chia sẻ tin của ông Führer trong đoạn 10 chưa? Rất là ngắn, rất là gọn. 7 điều ông nói mà thôi, nhưng mà rất là rõ ràng. Ông chỉ nói về Chúa Giê-xu mà thôi. Chúa Giê-xu là ai, Chúa làm gì, và Chúa như thế nào, Chúa chết, Chúa sống lại như thế nào. Và ai tin thì sao? Được cứu. Cái bài giảng của ông Führer rất là ngắn, không có dài gì cả, nhưng mà rất là rõ ràng. Và Chúa đã làm việc qua cái, không phải là chỉ nhờ bài giảng đó mà thôi, nhưng mà chính Chúa đã làm việc, vì Chúa rất là công bằng. Ông Führer đã rất là can đảm, dám chia sẻ sứ điệp cho một người ngoại như vậy, trong giữa vòng cái đám đông dân, bạn bè và gia đình của ông còn nên như vậy. Và ông dám làm phép báp têm cho họ. Cái này là một cái việc rất là mạo hiểm, rất là mạo hiểm. Dám làm phép báp têm cho những người mới tin Chúa. Chà, ông mục sư Phú ở đây có ai mới tin Chúa làm phép báp têm ngay không? Không. Vì sao? Vì cái luật của hội thánh chúng ta như vậy, người này phải biết Chúa, phải học hiểu lời Chúa, phải biết là mình phải commit cái life mình như thế nào cho Chúa rồi mới làm phép báp-têm. Nhưng mà ông Führer thì sao? Dám làm phép báp-têm ngay là vì sao? Cũng như vậy. Đức Thánh Linh dạy cho ông là như vậy. Chúa đã ban phước cho những người này, Chúa đã chọn những người này. Những người này là những người đã tìm kiếm Chúa rồi. Và trong cái thế giới ngày xưa đó, những người tìm kiếm Chúa là những người gọi là kính sợ Chúa, thì đã biết Chúa nhiều rồi. Cho nên ông Führer là dám làm phép báp-têm như vậy. Nhưng mà sao? Cũng bị chỉ trích dữ lắm á, cũng bị rắc rối lắm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ông đã hết sức truyền giả tin lành một cách thông suốt dưới quyền của Đức Thánh Linh. Không biết ở Hội Thánh đây đã qua cái chương trình EE chưa? Mục sư? Có ai có nhờ dự chương trình Evangelism Explosion rồi? Chắc chắn tài có rồi phải không? Thì cái chương trình đó rất là giản dị quý vị. Và mỗi con cái của Chúa nên học qua. Ở bên Mông Cổ thì tôi có học chương trình rồi, từ khi ở bên này. Nhưng mà bên Mông Cổ thì là dễ hơn, tôi cũng dùng ngón tay như vậy mà thôi. Nhưng mà cách chúng tôi dùng thì cũng tương tự như vậy mà thôi, rất là dễ dàng. Thứ nhất là tôi là người có tội. Thứ hai là Đức Chúa Trời yêu thương tôi, Chúa dạy chúng tôi, yêu thương tôi. Thứ ba là Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời đến chế thay cho tôi. Thứ tư là ngón này. Tôi tin vào Chúa Giê-xu, đặt tin vào Chúa Giê-xu. Ký thác đời mình, Chúa Giê-xu như là có cái ngón đầu dẫn đó. Và thứ cuối cùng là gì? Tôi trở thành con của Chúa. Út con nè. Con của Chúa trong danh của Chúa. Rất là giản dị. Nhiều khi là dưới một phút có thể truyền giảng tin lành được rồi. Nếu mà quý vị học cái bài truyền giảng. Cái EE thì nó hơi xoay ngược một chút, là cái đầu là nói về Chúa, mà cái ngón trỏ này nói về tôi. Chỉ có khác như vậy mà thôi. Nhưng mà tại vì tôi dùng cái cách này đã lâu rồi, mấy chục năm nay rồi, thành ra không có thay đổi được. Thì đó là một cách chúng ta có thể truyền giảng. Anh gì có, thì giờ tôi xin trình bày về tin lành rất là ngắn trong bàn tay của anh chị đây này. Cái ngón tay này của anh chị này, ngón tay này nói về anh chị tội lỗi này, anh này này nói về Đức Chúa Trời yêu thương này, nói về Chúa Giê-xu này, nói về sự đức tin này, nói về sự đời sống vĩnh cửu và được chữa lành. Rất là ngắn. Chúng ta hy vọng là chúng ta mỗi người sẽ theo gương ông Führer và truyền giảng tin lành một cách mạnh mẽ. Điểm cuối cùng mà tôi muốn nói ở đây là gương của ông Führer trong sự tôn vinh Thiên Chúa khi nhiều người được cứu. Khi mà ông Führer ta thấy cái những điều mà Chúa đang làm, như ông nói ở đây, hãy đứng dậy, tôi cũng chỉ là người mà thôi. Ông rất là khiêm nhường. Rồi ông tuyên bố ngay lập tức, tôi nhận biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai hết. Khi ông nghe câu chuyện của ông Cornelius kể lại, ông tôn vinh Chúa. Rồi ông khi trở về thành phố Jerusalem thì môn đồ, những người tín đồ trong Jerusalem chỉ trích ông, tại sao ông lại đi mà ăn ở chung với những người ngoại đạo, những người không có tinh sạch như vậy. Thì ông trả lời sao? Tôi là ai mà dám ngăn trở Đức Chúa Trời? Ông chỉ là tôi tớ, ông chỉ làm sự thử dẫn của Chúa Trời. Cho nên Chúa là quan trọng hơn hết. Ý kiến của người trong những người khác cần phải theo ý muốn của Chúa. Chúng ta để Chúa trước hết. Cho nên ông Führer này tôn vinh Chúa trước hết trong đời sống của ông. Cho nên kết luận thì chúng ta thấy rằng công vụ các sứ đồ đoạn 10 và đoạn 11 này còn được gọi là lễ ngũ tuần cho dân ngoại. Führer đã đồng công với Chúa trong ngày hôm đó. Chúng ta biết rằng
một bức tường rất là lớn giữa dân ngoại và dân của Chúa, dân Do Thái. Nhưng mà Ephesos nói thế nào? Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Đây là một cái lúc phá đổ bức tường ngăn cách giữa người ngoại và dân thánh của Chúa. Và sau đó thì ở trong phía rơ, chúng ta cũng trong Ephesos sẽ đọc tiếp ở trong đoạn 2 câu 4 đó. Đoạn 3 câu 4 thì nói như thế này: nhưng bây giờ được Thánh Linh bày tỏ cho các sứ đồ thánh và nhà tiên tri của Ngài, trong đó có phía rơ, thì sự mầu nhiệm đó là nhờ tin lành dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đấng Christ Jesus. Chúng ta phải cảm ơn Chúa rất là nhiều vì Chúa đã làm việc trong phía rơ trong ngày đó. Vì nhờ đó thì cái việc truyền giáo cho người ngoại được dễ dàng. Hội thánh Antioch không bị chỉ trích khi mà sai Phaolô với lại Sila với lại Barnaba đi truyền giáo. Và chúng ta là những con cái của Chúa được nghe tin lành là cũng nhờ câu chuyện này đây. Chúa đã phá tổ bức tường ngăn cách để chúng ta có thể nhận được tin lành. Và trong Ephesos đoạn 2 câu 10 thì quý vị cũng đã thuộc lòng rồi. Chúng ta là công trình của tay Ngài được tạo dựng nên trong Đấng Christ Jesus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước cho chúng ta làm theo. Việc lành là gì? Một việc lành quan trọng nhất mà chúng ta phải làm là đồng công truyền giáo với Chúa. Chúng ta biết câu chuyện của Jonah rồi. Jonah đi xuống Joppa. Chúa sai Jonah đi Nineveh, nhưng mà Jonah đến Joppa rồi đi đâu? Đi Tarsi phải không? Ông Phi-rơ này cũng đến Joppa, nhưng mà Chúa sai ông đi đâu? Đi Sa-se-re. Ông có đi không? Ông đi. Ông đi làm việc lành. Ông đồng công truyền giáo với Chúa. Và ông đã nêu gương cho chúng ta tỉnh nguyện thiết tha để gần gũi với Chúa, tìm hiểu để vâng lời, thi hành thánh ý của Chúa. Ông đã thay đổi thành kiến để có thể đồng công với Chúa, truyền giảng tin lành một cách thông suốt với linh quyền của Chúa và tôn vinh Thiên Chúa vì nhiều người được cứu. Thưa Hội Thánh Chúa tại đây, Chúa muốn dùng mỗi con cái Chúa trong Hội Thánh, trong công việc truyền giáo. Đừng ngăn trở, nhưng hãy đồng công với Chúa. Quý vị có đồng ý không? Có đồng công với Chúa không? Bây giờ quý vị quay qua người bên cạnh, nói với người bên cạnh như thế này: Chúa muốn dùng bạn, đừng ngăn trở, nhưng hãy đồng công với Chúa. Nói với người bên cạnh như vậy đi. Hơi yếu đó, phải nói mạnh đi đó. Tôi xin đọc một cái bài thơ con cóc để kết luận ở đây, nhắc nhở quý vị. Đừng ngăn trở, nhưng hãy đồng công truyền giáo. Đồng công truyền giáo bạn ơi, ý cha muốn thấy mọi người đều tin. Đêm ngày suy gẫm cầu xin, từ cao thành kiến, lo tìm bỏ đi. Vâng lời gian khổ ngại gì, đến cùng dân ngoại cũng vì Ngài sai. Giảng tin lành Chúa kiền oai, Thánh Linh giáng xuống trên ai mở lòng. Đừng ngăn trở, Chúa buồn lòng, mùa gặt thật trúng, đồng công với Ngài. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh, xin Chúa giúp đỡ Hội Thánh chúng ta, để mỗi người trong Hội Thánh sẽ đồng công, truyền giáo với Chúa.